Hello mọi người, thì hôm nay mình có một cái chuyến đi chơi rất là bất ngờ với mấy bạn người Việt Nam luôn nha. Thì tụi mình quen nhau ở nhà hàng đó mọi người. Thì mấy bạn đó là du học sinh ở Việt Nam qua đây đi học và ăn ở nhà hàng của mình, cho nên mình quen nhau luôn. Và bây giờ mình phải đi cướp mấy đứa tụi nó. Let's go. 1, 2, 3, fuck it. Thì bây giờ trước khi mà đi chơi á, là tôi phải đi lấy khóe chân cái. Tại tôi đang bị đau quá mọi người ạ. Tôi phải đi lấy cái khóe chân cái nè. Hẹn mọi người ở lại chỗ khóe chân. Hello mọi người, thì mình đã tới cái chỗ mà mình lấy khóe rồi nha. Thì đây là tiệm của chú Sammy Nail. Và bây giờ ở ngoài đường là bây giờ 7 độ C. Buổi trưa khá là lạnh. Bây giờ mình phải đi lấy khóe thôi. Đau quá, chịu không có nổi. 2000 years later. Hello mọi người, tôi mới vừa phải bật Google Maps để tôi chạy xe á mọi người. Tại vì cái đường này nó quá là xa, nó cỡ 13 cây. Nhưng mà tôi không có biết đường đây, tôi phải mở Google Maps cho nên tôi cũng không quay được. Nhưng mà nó khá là vui á. Mình chạy lên được tới cái trường của mấy đứa đó nè. Ôi, chạy với bà dưới xe rồi. Em ơi. Thấy rồi nha. Bây giờ đợi tụi nó ra. Đậm quá. Mà thấy cũng hay thiệt. Chạy cuối cùng cũng tới đây được, hay thiệt. Thôi mọi người cứ tự nhiên đi nha, đây là camera giấu kính. Mẹ ơi, thiệt luôn. Mẹ con lù thế luôn. Chạy em chính diện luôn á, cho khẩu trang coi. Không sao không? Filter đi. Chịu. Thôi cả cũng được. Mày... Không ai biết em không? Đâu. Có ai biết sạch Google Maps không? Biết. Thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cái chuyến đi này. Thì đầu tiên là tôi tính đi chơi bowling á mọi người. Thì từ cái chỗ trường học ra cái chỗ bowling là tầm 10 cây. Nhưng là vì lần đầu tiên mình chạy ra cái đường lớn như vậy á, cho nên nó có rất là nhiều cái làng nha mọi người. Và đáng lẽ ra đến lúc quẹo á thì tôi lại không quẹo được, tại vì tôi chưa vô cái làng quẹo. Và thế là tôi đâm thẳng luôn. Và thật chớ trêu, khi mà tới cái đoạn quẹo nữa, tôi lại không quẹo kịp nữa và tôi lại tiếp tục đâm thẳng nữa. Và tôi đã qua tới bang khác. Và đây là thành phố San Luis của cái bang Missouri nha mọi người. Và lúc trước chưa biết chạy xe thì mình cũng được chở lên đây rất là nhiều lần nha. Và bởi vì cái thành phố mình đang ở nó không có chỗ nào chơi hết, và muốn chơi thì phải lên cái thành phố này mới chơi được. Mọi người ơi, thì trời bây giờ lạnh lắm rồi mọi người ơi. Hello. Mọi người nghe không? Vì trong đây cũng là thành phố lớn đó mọi người, cho nên nó rất là nhộn nhịp nha. Đó, có rất là nhiều người đi qua đi lại luôn. Và tôi cũng đang đi đến một cái quán trà sữa nè. Với lại cái chỗ này là mấy đứa này nó cũng đi qua rồi, cho nên tụi nó biết đường đó mọi người. Và mấy cái nhà hàng này nó có bàn ghế ở ngoài nè, nhưng mà không ai ngồi được ở ngoài hết, tại vì nó quá là lạnh luôn. Xe thì được đậu hai bên vỉa hè cũng rất là nhiều nha. Chả bù lại cái downtown bên cái thành phố mình, chả có một cái gì hết. Giờ thì bấm cái nút ở cái cột này xin đường qua nè, thì cái đây ở Sài Gòn nó cũng có luôn. Đợi cỡ mấy giây á thì xung quanh là đèn nó đỏ, rồi mình bắt đầu đi qua thôi. Và đây là một quán trà sữa của Đài Loan hay Trung Quốc gì đó mình cũng không rành nữa. Và giá nước ở đây cũng dao động từ 5 cho tới 7 đồng nha mọi người. Và tụi mình cũng kêu trà sữa thôi. Còn mình thì kêu một cái trà xoài nha. Và khi bước ra quán thì có một cái con chó corgi rất là dễ thương nè. Và tụi mình cũng tới nận với quay phim nó. Và mình cũng không ngoại lệ, mình cũng ngồi tới và nói như vậy nè. Gì vậy? Bye bye. Tự nhiên mình đang tính xuống quay clip đó, nhưng mà nó làm một cái mình hú hồn luôn cả nhà. Chả biết nó chưa chổng làm cái gì. Trà xoài mango tea. Uống cũng được được. Giờ mình đang đi dạo mọi người á. Đẹp quá. Đi dạo ở cái đường phố bên đây thì nó cũng rất là đã nha mọi người. Thời tiết nó lạnh lạnh mà cái cảnh nó cũng đẹp nữa. Mà người nó cũng đẹp nữa. Và cái mục tiêu hôm nay mình sẽ ăn thử đồ Mỹ nha mọi người. Thì mình đã tìm được một quán Mỹ. Nhìn bên ngoài khói nó bay bay cũng khá là hấp dẫn đó. Và bây giờ mình sẽ vô ăn thử coi nó như thế nào nha. Và lúc này trong quán cũng khá là đông nha mọi người. Thì cái thiết kế của cái quán này nhìn cũng khá là tây tây đó. Mình cũng hơi ưng ý rồi. Nhưng mà đồ ăn thì lát các bạn coi thì các bạn sẽ biết nha. Mọi người, mình đã kiếm được cái quán ăn rồi mọi người. Quán ăn chuẩn tây. Quán ăn chuẩn tây.
quán ăn thịt heo. Quán này nó cũng bán thịt heo thịt bò mà nó để hai cái tấm hình này nhìn kìa. Những con heo con bò đang ở trong cái đồng ruộng. Nhìn rất là yên bình nhưng mà không hiểu sao nó lại nằm trong một cái quán ăn như thế này. Rồi cầm cái menu lên là không biết gì rồi đó nha. Chỉ biết bíp là thịt bò, còn pork là thịt heo, salad là rau và bla bla bla. Ý mình là không biết cái mùi vị với lại nên kêu cái món nào á. Ra rồi ăn chung. Sao mình không gọi một cái sandwich full xong rồi chia ra mọi người ăn? Xong rồi mình kêu nhiều nhiều cái, kêu cái đúng salad nữa. Gọi một cái sandwich full thì tí nữa ra một món để mình chia nhau ăn. Thì đó, mình chia nhau ăn thì ở trên bàn mỗi phần nó sẽ có sẵn một cái phần dao và nĩa nha mọi người. Nó được quấn trong cái khăn nè. Thì cái khăn này dùng để chải lên người, kiểu kiểu vậy đó, để cho đồ ăn nó không gớt vô đồ á. Và đồ ăn của tụi mình đã lên tới rồi nè. Ta-da. Thì đây tụi tôi có kêu một phần sườn heo. Thì nó có cái ổ bánh mì ở trên đó đó, nhìn như cục da heo á mọi người. Và đây là một phần salad, nhìn thì cũng ngon mắt đó. Và bây giờ tới phần ăn nè. Với một cái đứa như tôi không có biết dùng dao với nĩa thường xuyên á, thì đưa cho tôi cây đũa tôi có thể lọc nhanh hơn nữa. Và bây giờ các bạn hãy coi biểu cảm của mình để biết được cái món ăn này nó như thế nào nha. Rồi đó là hiểu hiểu gì rồi đúng không? Thì cái miếng sườn này nè, ở phía bên ngoài thì nó đen lắm, nhưng mà bên trong thì thịt nó vẫn còn đỏ nha. Ăn thì nó mềm mềm, nói chung là cái miếng thịt này mình nghĩ nó là một miếng thịt ngon á. Nhưng mà cái hương vị đi, cái hương vị này mình không quen cho lắm. Đó mọi người, tôi thất vọng đồ ăn của Mỹ quá mọi người ơi. Tôi thất vọng nên bây giờ tôi sẽ đi chợ châu Á, sẽ mua đồ ăn châu Á nha. Tôi thất vọng tại vì tôi nghĩ là tôi có thể ăn được đồ ăn của Mỹ một cách rất là ngon lành, nhưng không. Tôi đã sai rồi mọi người ạ. Có lẽ hương vị ở đây nó không phù hợp với tôi lắm, nhưng mà tôi thấy quán nó cũng rất là đông nha. Và tiếp tục lên đường thôi. Thì chạy xe bên đây nó cũng có cái rất là thích, đó chính là thích nhìn cảnh đó mọi người. Bầu trời như vậy, bật thêm một bài nhạc và chạy trên con đường như thế này thì không còn gì bằng luôn. Hello mọi người, thì mình đã tới chợ châu Á. Giờ mình sẽ cùng với mấy đứa này đi vô mua đồ nha. Thì cái siêu thị này cũng rất là rộng luôn nha mọi người. Và mình sẽ dẫn các bạn đi coi cái chỗ đầu tiên và cũng là cái chỗ mình thích nhất, đó chính là chỗ mì gói. Phía bên đây là phở Vi Phong gói nè, có thêm cả hủ tiếu Nam Vang nữa nha. Và tiếp tục nữa là có thêm mì lẩu Thái nữa nè, còn có cả mì quốc dân, mì hảo hảo khô, mì hảo hảo nước luôn. Mì hảo hảo nè, mì hảo hảo nè. Đó chỉ là một trong những số mì có sẵn ở đây thôi. Mình còn nhớ có mì để nhất nữa nè, có cả miếng Phú Hương luôn. Và những cái xà khoát là những cái mì của các nước khác, giống như là mì của Hàn Quốc nè. Đó, mấy đứa này thích ăn mì Hàn Quốc lắm. Mình thì mình không ăn được mấy cái mì này tại vì nó rất là cay, ăn vô cay lắm. Và cái quầy tiếp theo mình muốn quay cho các bạn coi chính là cái quầy gia vị nha. Đó, đây có tương ớt Chinsu kìa, các bạn thấy chưa? Có cả nước tương Chinsu và có rất là nhiều loại gia vị khác nữa nha. Nhìn nó được xếp lại một cách ngăn nắp, mình cũng thấy đã cái con mắt thiệt. Phía bên này mấy cái gia vị nó còn chuẩn Việt Nam hơn nữa, giống như là mắm tôm, mắm ruốc, cà pháo nữa nè. Giống như cái hũ này là mắm cá cơm nè. Nói chứ mình cũng chưa ăn cái mắm cá cơm này lần nào luôn. Nhưng mà ai thèm ăn các loại mắm có cả chao đó nha, thì cứ tìm thử đi, chắc chắn sẽ có ở những cái chợ châu Á. Quá quá là Việt Nam rồi cả nhà ơi. Ở đây ở đây không thiếu gì hết. Mọi người muốn ăn tương ớt Chinsu không? Lấy tương ớt Chinsu đi mọi người. Tương ớt Chinsu ngon. Bỏ đường vô. Mọi người ăn tương ớt nhà hàng không? Tương ớt nhà hàng cũng ngon lắm á. Không những Việt Nam mà mấy cái nước châu Á, mấy cái đồ ăn châu Á cũng có ở đây hết luôn á cả nhà. Đều xếp rất là ngăn nắp, rất là nhiều. Ở dãy này là mấy cái loại cà phê, đồ, mấy cái nước, liên quan tới nước. Sữa ông thọ luôn. Thì ở chỗ này có cái chú này là người Việt Nam nè mọi người. Cái chú này là nhân viên ở chỗ này nha. Chú làm ở đây lâu chưa chú?
muối dây, muối, à, muối tôm. Thấy nhiều người ta hay mua quá. Dạ dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chú. Ừ. Cái chú này nhiệt tình lắm mọi người, cứ mỗi lần mình đi vô đây mà mình không biết chỗ nào bán á, mình hỏi chú là chú dẫn đến tận nơi luôn. Ngoài ra ở đây còn có bán cả nhang nha mọi người, mấy cái đồ thờ cúng rồi mấy cái giấy thờ cúng á mọi người, có cả bàn thờ luôn. Mình tưởng là chỉ có đồ ăn châu Á thôi nhưng mà có cả những cái này cũng làm mình hơi bị bất ngờ đó mọi người. Quen hết nhiêu? Hả? 22 đồng. Tổng cái của này em hết nhiêu? Tổng này hết nhiêu? Bao nhiêu giờ? Nhiều lắm, cô bao nhiêu? 50. 82 cộng 50. Đó, mọi người đi chợ châu Á mua gần 200 đồng. Quá là nhiều luôn. Tại vì ra chợ châu Á có nhiều cái để mua lắm mọi người. Rất là nhiều đồ Việt Nam. Giờ mình đi về thôi, giờ trời tối rồi. Mới 5 giờ mấy mà trời tối hù vậy. Bắt đầu là qua mùa đông á, trời tối nhanh lắm. Phải tranh thủ về sớm. Nãy giờ quên quay mọi người ơi. Thì từ lúc mà tôi có xe hơi, tôi được đi chơi mọi người, tôi cảm thấy ở bên đây nó cũng đỡ hơn nhiều rồi đó mọi người. Chứ lúc trước mà mấy ngày ốp á, mình toàn ở nhà không, không có đi đâu chơi hết. Và đi chơi cũng cả buổi rồi, thì mình cũng đưa mấy đứa này về ký túc xá ở trường đó nè. Và đường chạy về nhà cũng gần 50 cây. Và trên đường về có thêm tai nạn xe nè mọi người. Tai nạn ở trên đường cao tốc á, cho nên nguyên cái cao tốc nó kẹt luôn. May là người ngồi trong xe không bị gì á. Và cũng hơn 30 phút thì mình cũng có thể vượt qua khỏi cái chỗ này. Cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Và đừng quên nhớ like và subscribe cho mình nha, để mình có động lực ra tiếp video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog mà lần đầu tiên mình gặp Tuyết nha. Bye bye mọi người.